Bài biệt tập xin được gửi đến lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý vị khán giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng tin tức 24 giờ. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Thêm 48 ca COVID-19, Quảng Bình sẽ xét nghiệm toàn tỉnh để bóc F0 ra khỏi cộng đồng. Tài xế chở dừa từ Sóc Trăng ra Hải Phòng dương tính SARS-CoV-2. Hà Nội, quận Tây Hồ phong tỏa lấy mẫu 4.000 người để phòng chống COVID-19. Bộ Y tế tiếp tục phân bổ 54.000 lọ thuốc Remdesivir điều trị COVID-19. Khống chế kẻ đòi tiêm vaccine Pfizer chém công an. Australia tiếp tục đạt được thỏa thuận hoán đổi 4 triệu liều vaccine Pfizer với Anh. Phó đô đốc Mỹ, luật biển mới của Trung Quốc đặt nền tảng cho sự bất ổn. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Thêm 48 ca COVID-19, Quảng Bình sẽ xét nghiệm toàn tỉnh để bóc F0 khỏi cộng đồng. Trưa ngày 3 tháng 9, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, trong 12 giờ sau quá trình triển khai xét nghiệm đại trà tại các khu cách ly, phong tỏa đã ghi nhận thêm 48 trường hợp dương tính với COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh COVID-19 lên 715 người. Theo đó, tính từ 18 giờ ngày 2 tháng 9 đến 6 giờ sáng ngày 3 tháng 9, CDC Quảng Bình tiến hành xét nghiệm 12.629 mẫu, phát hiện 48 ca dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể, tại các khu phong tỏa ở thành phố Đồng Hới đã phát hiện 9 F0, trong đó phường Đồng Phú 3 ca, xã Thuận Đức 6 ca. Khu phong tỏa huyện Bố Trạch phát hiện thêm 22 ca COVID-19, xã Thanh Trạch 2, xã Sơn Lộc 6, xã Hải Phú 7, xã Đồng Trạch và xã Đức Trạch 3 trường hợp. Ngoài ra, CDC Quảng Bình cũng phát hiện thêm 17 F0 khác tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh này. Theo Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình, tính đến thời điểm hiện nay, địa phương này ghi nhận 715 bệnh nhân COVID-19, có 79 bệnh nhân đã chữa khỏi, xuất viện, 636 ca đang điều trị, chưa có trường hợp tử vong. Tài xế chở dừa từ Sóc Trăng ra Hải Phòng dương tính SARS-CoV-2 Sáng ngày 3 tháng 9, Sở Y tế thành phố Hải Phòng thông tin, kết quả xét nghiệm 3 F1 của nam tài xế chở dừa từ Sóc Trăng ra Hải Phòng đều âm tính SARS-CoV-2. Trước đó, ngày 1 tháng 9, Sở Y tế tỉnh Thái Bình thông báo về trường hợp bệnh nhân nam là tài xế 41 tuổi, quê tỉnh Đắk Nông. Theo dịch tễ, sáng 28 tháng 8, tài xế này lái ô tô chở dừa từ Sóc Trăng ra Hải Phòng. Tối 30 tháng 8, tài xế dừng tại chốt kiểm dịch tại Cầu Nghìn, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Tại đây, tài xế dừng xe bên ngoài chốt kiểm soát COVID-19 rồi thông báo cho người nhận hàng bố trí lái xe ra nhận hàng. Sau khi giao hàng xong, sáng ngày 1 tháng 9, tài xế di chuyển sang Thái Bình rồi đến Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ làm xét nghiệm nhanh cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Ngay sau khi nhận được thông báo về ca bệnh này, Sở Y tế thành phố Hải Phòng đã phối hợp với lực lượng chức năng truy vết, phát hiện 3 trường hợp từng tiếp xúc gần với ca bệnh trên. Cả 3 người này được cách ly y tế tập trung, kết quả xét nghiệm lần 1 đều có kết quả âm tính SARS-CoV-2. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng giả soát, xác định 12 trường hợp F2 liên quan và đang thực hiện cách ly tại nhà. Hà Nội, quận Tây Hồ phong tỏa lấy mẫu 4.000 người để phòng chống COVID-19. Như đã thông tin, sáng mùng 3 tháng 9, Sở Y tế Hà Nội thông báo ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 phường Yên Phụ, quận Tây Hồ. Người này 31 tuổi, làm nghề bán hàng online và đã nghỉ làm. Theo thông tin, ngày 28 tháng 8, bệnh nhân xuất hiện sốt, hò, đau họng. Ngày mùng 1 tháng 9, khai báo với trạm y tế phường và được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc kết quả dương tính. Trao đổi với phóng viên, trưa ngày mùng 3 tháng 9, đại diện lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết, tính đến 9 giờ sáng nay, mùng 3 tháng 9, Trung tâm Y tế quận Tây Hồ đã lấy hơn 700 mẫu xét nghiệm sàng lọc. Lực lượng chức năng cũng đã tạm thiết lập hàng rào phong tỏa tại ngách 32 ngõ 76 phố An Dương, quận Tây Hồ dự kiến sẽ tiếp tục lấy hơn 4.000 mẫu xét nghiệm tại khu vực này. Trước đó, từ đêm 2 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân Nam đã quyết định phong tỏa khu tập thể G7 và ngõ 477 Nguyễn Trãi trong 7 ngày đến ngày 9 tháng 9 sau khi xác định trùng ca dương tính SARS-CoV-2 tại đây. Bộ Y tế tiếp tục phân bổ 54.000 lọ thuốc Redesiv điều trị COVID-19. Thông tin từ Bộ Y tế cho biết đã tiếp tục phân bổ 54.000 lọ thuốc Remdesivir điều trị COVID-19 cho các cơ sở điều trị, nâng tổng số thuốc đã phân bổ lên hơn 227.680 lọ. Đây là lần phân bổ thứ 5 thuốc Remdesivir điều trị COVID-19 của Bộ Y tế. Ở lần phân bổ này, thuốc tập trung chủ yếu cho các cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Bộ Y tế cũng đã phân bổ 4 đợt thuốc Remdesivir với khoảng 173.680 lọ. Như vậy đến nay đã có hơn 227.680 lọ thuốc Remdesivir phục vụ điều trị bệnh bệnh nhân COVID-19 được Bộ Y tế phân bổ cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y tế nhiều tỉnh thành phố, nhiều cơ sở điều trị COVID-19 trên cả nước. Số thuốc đã phân bổ này nằm trong số 500.000 lọ thuốc Remdesivir do tập đoàn Vingroup đã đàm phán mua để tặng Bộ Y tế phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19. Remdesivir là thuốc kháng virus được cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt khẩn cấp để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. khống chế kẻ đòi tiêm vaccine Pfizer chém công an. Ngày 3 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện An Phú, An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Suốt, 33 tuổi, ngụ xã Khánh An, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Khoảng 16 giờ ngày 1 tháng 9, Tổ Y tế lấy mẫu xét nghiệm dịch COVID-19 xã Khánh An thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Tổ 7, ấp An Hòa. Đến nhà, Tổ công tác yêu cầu người này ra trước nhà để lấy mẫu xét nghiệm nhưng Suốt không đồng ý. Người này ra điều kiện phải được tiêm ngừa vaccine Pfizer trước hoặc sau khi test thì mới cho lấy mẫu xét nghiệm. Tổ Y tế nhiều lần giải thích nhưng Suốt không đồng ý. Sau đó, một công An viên Công an xã Khánh An tiếp tục giải thích và yêu cầu lấy mẫu, nhưng suốt vẫn không chấp hành, mà còn lấy dao trong nhà, rượt chém tổ lấy mẫu. Lúc này, Trung úy Phan Hùng Quốc cùng lực lượng chức năng khống chế suốt, anh ta manh động dùng dao chém vào tay trái Trung úy Quốc gây thương tích, sau đó suốt bị khống chế và đưa về trụ sở công an. Australia tiếp tục đạt được thỏa thuận hoán đổi 4 triệu liều vaccine Pfizer với Anh Hôm nay, Australia thông báo việc nước này vừa đạt được thỏa thuận hoán đổi vaccine với Anh. Theo đó, 4 triệu liều vaccine Pfizer dành cho Anh sẽ được chuyển đến Australia và Anh sẽ được nhận lại số lượng vaccine này vào những tháng sau đó. Trước đó, Australia cũng đạt được thỏa thuận tương tự với 500.000 liều vaccine từ Singapore và số lượng vaccine này đã được chuyển đến Australia vào ngày hôm qua, mùng 2 tháng 9. Với các thỏa thuận vừa đạt được, Bộ trưởng Y tế Australia Graham khẳng định, bắt đầu từ tháng 9 đến cuối năm, nguồn cung vaccine dồi dào sẽ tạo điều kiện để những người dân có thể nhanh chóng được tiêm vaccine. Số vaccine Pfizer mà Australia vừa đạt được thỏa thuận sẽ rời nước Anh vào ngày 4 tháng 9. Ngoài ra, trong tháng 10 và tháng 11, mỗi tháng Australia cũng sẽ nhận được khoảng 11 triệu liều vaccine nữa. Như vậy, các thỏa thuận hoán đổi vaccine mà Australia vừa đạt được với Anh và trước đó là Singapore sẽ giúp nước này đẩy nhanh độ trình tiêm vaccine sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch. Dựa trên thực tế này, thì Australia có nhiều khả năng sẽ đạt mục tiêu tiêm đủ hai mũi vaccine cho 70%, 80% cho người từ 16 tuổi trở lên sớm hơn dự kiến. Phó đô đốc Mỹ, luật biển mới của Trung Quốc đặt nền tảng cho sự bất ổn Phó đô đốc Michael m Alister, chỉ huy tuần duyên Mỹ khu vực Thái Bình Dương, nhận định luật an toàn hàng hải mới của Trung Quốc đáng lo ngại vì đặt nền tảng cho sự bất ổn. Trước đó, Trung Quốc đã thông báo yêu cầu kiểm soát tàu nước ngoài khi đi qua những vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền phi pháp. Quy tắc báo cáo áp dụng đối với tàu ngầm, tàu hạt nhân và tàu chở vật liệu phóng xạ cũng như tàu vận chuyển các chất độc hại bao gồm dầu, hóa chất và khí hóa lỏng, cơ quan hàng hải Trung Quốc cho biết. Về phản ứng của tuần duyên Mỹ, Phó Đô đốc MC Alistair cho biết, lực lượng này ở trong khu vực một phần là để hỗ trợ cho các đối tác then chốt đang ngày càng lo ngại trước hành động của Trung Quốc. Quy định mới theo luật an toàn giao thông hàng hải của Trung Quốc sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9, theo một thông báo được Cục An toàn Hàng hải nước này công bố hôm 27 tháng 8. Bản tin trên cũng đã kết thúc chương trình 24 giờ hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, quan tâm và theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, xin mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận dưới video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp và phản hồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của kênh tin tức 24 giờ.